Hà Lu Hà Lu xin chào mọi người. Thì tập 2 của anh em đây. Hôm nay chúng ta sẽ xây nhà nhé. Thì mình mới cài CD mới vô. Và giờ bắt đầu vào video thôi. Giờ mình đi nung sắt lên. Mấy cây đốt nhiều vậy là mình đào cũng hai xí tắc than rồi mình chế lỗ, tay nó ra một đống như vậy á. Cất đồ vô bớt. Giờ chế cây cúp. Giờ đi chặt cây. Giờ đi lụm mầm cây lại. Chắc mình lấy lá xây nhà đi ha.
giờ đi xây hàng rào cho căn nhà thôi. Mà giờ lụm hết lá cái đã. Đi thu hoạch mía nhân giống ra. Giờ trồng lại mấy mầm cây lại. Đi ngủ cái đã. Coi mấy cái sắt nó đung xong chưa. Hơn một xí tắc sắt. Anh em ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký giúp mình nha. Chỗ này xây nhà được nè. Giờ bắt đầu xây thôi. Giờ đi chế hàng rào. So let me hold you.
Làm cổng ra vào cho hàng rào của căn nhà. Thiếu hàng rào rồi. Vãi rớt rồi giờ đi lên và xây lại tiếp thôi. Dạo này mình quên cách di chuyển và đập khối rồi. Mất cảm hứng. Xong được cái hàng rào rồi. Giờ cái cổng này xây sao đây? Thôi để tập sau xây. Video dài tới đây thôi, hẹn anh em ở tập 3. Tập 3 mình sẽ bắt đầu xây căn nhà nha. Bye bye, love you cả mò.